Hello, xin chào các bạn. Mà đối với clip này thì mình sẽ test một cây C8 trong chế độ đấu trường sinh tử. Ủa, đấu trường gì đó, đấu trường tử thần gì quá không ta. Mà tóm lại trong chế độ ai mình mở gương mình ra được mở gương boss Ascend Ares, mình được cây cây C8. Nó tự tựa như cây M4 A1. Bây giờ mình sẽ test đam cho mấy bạn xem và độ giặt và tượng đàn. Mong mấy bạn ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Mình tên là Thiện, hiện là đang học đại học được năm ba mà cũng yêu thích chơi game. Game là môn game chính của mình, chơi từ từ thời lớp 7, lớp 8 tới bây giờ. Quê với lên đây được 30 chim một băng mà được 4 băng đạn dự trữ. Cái này là mình chưa có băng đạn dân bay nha các bạn. Đây là một cái súng băng đạn bình thường nha, không có băng đạn gì hết. Bạn thông cảm hơi bị lắc. Rồi mình đã biến thành rơm. Lắc quá cũng không ổn. Và mình mấy bạn thấy không? Bắn thì tiếng thì hơi thấp. Cũng đầm mấy bạn. Cây đá là chích rất là tuyệt vời. Mình không hiểu chế độ đam đây sao. Rồi thấy mình hy sinh rồi đó. Thế mình so sánh đam với nhau thì nó không bằng nhau, mà tại sao mà cái này cái khác? Bạn nói thiệt là siêu nhân quá đi. Bắn kinh điển. Ồ, hay quá bạn tơi. Còn một bạn nữa đâu rồi? Ở trên đây. Tại sao được 1.000 máu? Và bạn ấy nói gì? Nhân hai không xong nó chứ hết gì. 11. Tưởng đâu kích mình chứ, khu hồn cũng dí. Tớ hát à. Một phát chết tao. Này, cái chế độ nhắm. Về mặt thiết kế thì cũng thấy đẹp quá vậy. Các cây này ở ngoài được, ở ngoài chắc đẹp quá à. Rồi, thấy mình đã bị mù. Mấy bạn chơi mình bắn gà cũng được, đúng, mình thừa nhận mình gà, mình không có gồ. Mình chỉ là mình quay clip này là chỉ mang tính chất là tham khảo đam của cây C8 mà thôi. Rồi sớm giờ hai trận mình chưa bắn được trận nào mắc bắn chưa. Còn một bạn nữa đâu rồi, bạn tới đâu rồi, bạn tới dẫn đường coi. Ôi ơi, tôi MB Sơn Tùng MTB. Sơn Tùng MTB.
các bạn cứ chọi chọi men qua thì mình cũng chọi theo. Em nhận chưa kịp gì cho nó biến trăm bãi cho rồi. Có lẽ mình quay chế quay bằng phần mềm OBS hơi bị lắc thì phải, nhưng mà chế phần mềm này mình biết thôi. Ở đâu vậy trời ơi, đừng có mình lên đây mình tắt test đam thôi, mình không biết đi săn, mình là gà những cái khoảng mà nhảy tới nhảy lui đó. Nhắm lại bắn à, nhắm hình như là không có giật thì phải, đúng rồi, nhưng mà chỉ chích được thường viên thôi nha các bạn, chứ không được vẫn được cả, nhưng mà chỉ được thường viên thôi, đâu có bắn nhanh được. Sao mà bắn hoài không được một kill vậy? Tưởng đâu bạn tơ đó bắn mà không té nữa chứ. Đây, cái này là mình cũng là chế độ ai kiếm mà thôi. Ôi ôi, 431 kill hả? Top thì là kinh nghiệm. Sau đây là chương trình kích top luôn. Ôi sao mình thấy quẹt khi mà không thấy dính bạn hero gì chứ anh chị. Mới thấy được chặn này bắn được mắt kiều, cái lộn mắt băng. Chắc có lẽ là hình như mình thấy đam yếu hơn AK-47 quá. Rồi mịt mù tâm tối. Để mình cho thêm trái bom màu xanh nữa. Tại sao mới bắn được 2 kill mà sao đây là chương trình tự tử? Hay là tự tử chắc luôn. Bắn được 2 kill là ngẫm rồi. Nói với nhầm bay, mình bay được á. Ơ, bạn ở trên nóc kìa. Đùng, 700 giọt. Ngẫm luôn. Ồ, chúc mừng mấy bạn. Sao bạn gặp con tơ rồi bạn chạy? Yes. Yes, 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 yes. Đi nhanh kìa. Đi nhanh thế. Chứ mình sợ mấy bạn sẽ ép nữa. Mình bắn chưa hết 30 viên nữa, bạn ấy đang ngẫm rồi.
như kiểu thế. Mấy bạn đi sang đêm như vậy. Nghe tiếng à? Cái tiếng phật 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 phật. Triple kill. Lên 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 lên. Cứu đồng đội, cứu đồng đội, cứu đồng đội, cứu đồng đội. Bắn 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 bắn. Giật quá vậy. Ồ, hai cái hit shot. Thì miếng e liền, lắc quá. Nhiều lúc lâu lâu hình rùa, sợ bị kích. Sợ lắm, tôi vẫn còn. Trời ơi, bạn gì đó ơi, thật là khủng quá đi. Chỉ có hai mình ta thôi, đứng cản làm gì cho mệt vậy. Chết rồi. Kết mình kìa. Đang bỏ phiếu kìa. Anh quá. Bye bye mấy bạn.